thực sự choáng váng và sốc trước hành động của thằng bé, vì không biết nó làm như thế để có ý gì. Quả nhiên, khi chồng tôi vừa đi làm về, nó đã cáo trạng. Năm 26 tuổi, tôi lấy chồng trước sự ngăn cấm của cả gia đình. Người đàn ông tôi mà chọn người gắm đã từng có một đời vợ và có một đứa con trai 7 tuổi. Vợ anh vì ngoại tình bị chồng phát hiện nên hai người không thể tiếp tục chung sống và dẫn đến ly hôn. Cô ấy bỏ đi xuất khẩu lao động, bỏ lại con trai cho anh ấy nuôi nấng. Đối với tôi, anh là người đàn ông tử tế và tuyệt vời. Tôi không hề quan tâm đến danh phận vợ hai. Tôi chỉ cần hai người hiểu và thông cảm cho nhau, biết trân trọng và mang lại hạnh phúc cho nhau là đủ. Chỉ có điều, dù bản thân tôi đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một người mẹ kế nhằm bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho con riêng của chồng, thì nó vẫn không chấp nhận. Nó thường xuyên tỏ ra xa lánh và khó chịu khi tôi gần gũi chăm sóc. Nhường như trong suy nghĩ của nó thì tôi là người đã vô tình cướp bố, làm tình cảm bố con nó xích mẹ. Một năm sau ngày kết hôn, tôi mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui sướng của hai vợ chồng, thì cũng là lúc nó càng căm hận tôi hơn. Nó bắt đầu tỏ ra ghen ghét, đố kỵ với tôi và thường xuyên giở những trò mà chính tôi cũng không ngờ tới. Thời gian riêng tư của tôi và anh đều bị nó chiếm hết. Lúc nào nó cũng canh giữ anh, thấy tôi và anh đứng cạnh nhau là nó chạy tới ngồi giữa và đuổi tôi đi. Có lần khi tôi đang khệ nệ bước xuống cầu thang thì cậu con riêng cố tình chạy lên rồi đâm thẳng vào tôi. May mà tôi né kịp. Tôi mắng nó sao chạy mà không nhìn, suýt nữa làm em bé trong bụng bị thương. Nó trợn mắt lên, hất hàm, cho đáng đời gì. Khiến tôi choáng váng mặt mày. Vậy mà đến chiều chồng đi làm về, tôi kể cho anh thì anh bênh nó bảo tôi rằng trẻ con hồn nhiên nên đừng trách mà tội nó. Tôi ấm ức lắm. Có hôm, nó không ăn cơm trưa. Tôi hỏi thì nó bảo con không đói vì lúc sáng ăn giờ đang ê bụng. Vậy mà đến khi anh đi làm về thì lại quát tôi một trận vì không chăm nom bữa cơm cho nó. Thì ra nó cố tình không ăn cơm rồi lên phòng nằm vật vờ như người bị bỏ đói. Sau đó lại mách với anh là tôi phạt không cho nó ăn vì hôm trước vô ý đâm vào người tôi. Tôi giải thích mấy anh cũng không tin. Còn lôi ra bao nhiêu giáo lý nói tôi đúng là mẹ kế không biết thương con chồng. Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều và tủi thân vì oan ức. Tôi không ngờ con trai anh lại khinh ghét và giở đủ thứ trò chơi khăm sau lưng tôi như vậy. Chỉ mới đây thôi, nó lại làm tôi bực tức và chịu nhục trước những lời xì vả của chồng. Nó kéo mấy đứa bạn vào chơi đá bóng ngay trong phòng khách. Biết nó hay tự ái nên tôi cũng chỉ nhắc nhở bọn trẻ nên ra vườn chơi kẹo đá trúng, đồ lại vỡ. Vậy mà nó lại trố mắt nhìn tôi bảo đây là nhà của bố, nên tôi không được phép mắng mỏ hay ra lệnh gì cho nó. Thấy thái độ không nghe lời của nó nên tôi cũng mặc kệ, vì sợ không khéo mình khuyên một đường mà nó lại về kể với bố một nẻo thì căng thẳng hơn nữa. Thế nhưng một lúc sau, chiếc tivi đã bị rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe. Tôi hoảng hốt la bọn trẻ làm chúng chạy hết về nhà, rồi đánh vào mông thằng bé làm nó khóc. Bản thân tôi cứ nghĩ rằng thấy tivi bị vỡ thì nó sẽ hiểu ra sai lầm của mình. Ai ngờ nó hầm hầm khóc lóc rồi đến nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay của mình, làm chảy máu ra rất là nhiều. Tôi thực sự choáng váng và sốc trước hành động của thằng bé, vì không biết nó làm thế có ý gì. Quả nhiên khi chồng tôi vừa đi làm về, nó bảo rằng nó vô tình làm vỡ cái tivi, đã nhận lỗi rồi mà tôi còn đánh và đẩy nó ngã vào mảnh vỡ khiến nó chảy máu. Không đợi tôi giải thích, chồng tôi chạy vào phòng và mắng tôi là đồ độc ác, ích kỷ, mẹ ghẻ con chồng. Tôi chảy nước mắt rồi giải thích đó là chiêu trò mà thằng bé tạo ra để đổ lỗi cho tôi. Nhưng anh không tin, còn nói tôi là đồ dối trá, trẻ con đâu biết làm mấy việc đó. Tôi thực sự thấy ấm ức, liền bỏ lên phòng ngồi khóc. Tôi không ngờ
Một đứa trẻ chỉ hơn 8 tuổi mà lại có thể làm ra những chuyện động trời như thế. Bản thân tôi đâu có đối xử tệ bạc với nó để khiến nó khinh ghét mình đến như thế. Ngay cả chồng tôi cũng vì quá bênh vực cho thằng bé, chưa tìm hiểu ngọn ngành mà lại vội vàng kết tội cho tôi. Thực sự bây giờ tôi không biết làm gì để cho anh hiểu thằng bé bớt ghét tôi nữa. Thời gian sắp tới nó sẽ còn gây thêm bao nhiêu chuyện để đổ lỗi cho tôi. Có khi nào tình cảm vợ chồng tôi lại rạn nứt vì những trò quái gở của thằng bé này không? Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức và rối bời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một câu chuyện mà người phụ nữ đã chia sẻ lại cuộc sống hôn nhân của mình. Tại vì cô ta đã lấy một người đàn ông qua một đời vợ, nhưng vì cô ta yêu và cô ta đã lấy, nhưng người đàn ông này, chồng của cô, hiện nay đã có một người con riêng, tức là đứa con trai gần 8 tuổi đang sống chung. Và cô ta cũng đã tâm sự rất rõ ràng, cô ta rất thương và cũng rất như là chiều thằng bé này, nhưng không biết lý do vì đâu mà thằng bé coi như là rất ganh ghét, nó rất là ghét cô. Mà nó chỉ có 8 tuổi thôi, nhưng mà nó bày những cái trò rất là cay độc hơn là người lớn. Thì đây là một câu chuyện, thì nói chung với các bạn, chắc chắn rằng ngoài đời thì xảy ra cái chuyện này rất là nhiều. Đó, nghĩ là chắc nó vẫn là nhớ về mẹ đó, thì nó cũng nghĩ là chắc tại vì là gì, cô gái này đã cướp bố của nó đi và làm cho nó phải không được gần gũi mẹ nó, thì nó đem đâm ra là nó thù, nó hận cô ta. Thiệt, giờ cô ta thực sự là không biết để làm gì cho là chồng và thằng bé nó bớt ghét mình. Tại vì trong lúc này là cô ta đang mang thai đó, nên là cuộc sống như vậy mà chồng không hiểu nữa thì đúng, vợ chồng thì chắc chắn lại là rạn nứt. Nên tôi mong quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này, chia sẻ và bình luận, có những lời động viên cho cô ta. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.